Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày. Đây là một kênh chuyên test các sản phẩm cũng như thông báo các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo để cân đối những cái và báo giá để quý vị và các bạn cân đối cái mức đầu tư cho bộ dàn âm thanh nhà mình. Và hôm nay em setup cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một bộ rất là đình đám và nổi tiếng của Anh cũng như của Nhật. Đó là đôi loa Tainoi Stirling HVK và chiếc đầu CD Acouphase DP65 và chiếc âm ni Acouphase có model là 306V. Đây là một bộ âm thanh rất là đẳng cấp và so với đôi tai em thì trong cái phân khúc giá nó rất là hay luôn. Và quý vị đã biết là dòng Tainoi nó là một dòng loa của Anh và được mệnh danh là dòng loa quý tộc và được anh em ghép rất thành công với những dòng âm ly Acouphase. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cái mức độ đẹp của những sản phẩm này. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc loa Stirling HVK. Đây là một dòng loa quý tộc của Anh. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp. Đấy. Loa gồm một bát 25, màng vải và gân cao su. Đấy, gân cao su rất là mềm luôn. Và kiềng gang mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là mềm mại luôn. Và đây nó là một loa đồng trục luôn các bác nhá. Đấy. Và có những cái lớp chắn bên ngoài để tránh tình trạng bụi ở trong. Và đồng trục là bát là chép trong đây. Và thùng gỗ lạng rất là đẹp luôn các bác. Đấy, thùng gỗ lạng rất đẹp, kiềng chiếc kiềng rất đẹp luôn nhé. Đây, Stirling và đây là một cái chỉnh giải cao giải thấp. Đấy, các bác tùy theo nghe gu ít tép thì các bác tăng lên. Đấy. Đây, chiếc bên này rất là đẹp luôn. Cũng thế, một màng vải và gân cao su, kiềng vuông rất là đẹp luôn. Và các tinh chỉnh nó đây. Đấy, các bác nghe thì tùy theo các bác nghe mức độ cao, giải thấp các bác chỉnh. Đấy, em sẽ quay cái thùng cho các bác cùng tham khảo. Rất là đẹp luôn đấy. Dùng là dòng thùng gỗ lạng rất là vuông vắn luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Các bác muốn xem trực tiếp thì em sẽ chụp ảnh và sẽ gửi qua Zalo hoặc Facebook cho các bác. Các bác vào cái kết bạn Zalo theo cái số điện thoại em ghi trên kênh. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đây nó là một bộ Acouphase đầu CD DP65 và chiếc âm ly Acouphase 306V. Đấy, chiếc đầu rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Con đầu này em đang bán với 46 triệu, giá 46 triệu, rất là giá rất là tốt luôn. Và con này thì tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản và chất âm thì các bác cũng không phải giới thiệu nhiều rồi. Và bên dưới đó là chiếc âm ly Acouphase E306V. Đây là các ngõ vào input selector. Đấy, các ngõ vào các bác kết nối đường nào là các bác bấm về đường đấy.
và đây là bên này là volume. Đấy. Phần ba chép đây, chép tất cả hoạt động hoàn hảo. Đây là tone này là các bác ấn vào thì các bác mới chỉnh cho ba chép nhé. Còn lau lướt dòng Acoustic nó ghi là com. Đấy, rất là đẹp rồi. Còn đây là ba lăng. Đấy, ba lăng. Những con âm ly Acoustic 306V này là dòng đời mới, nó thiết kế cái mạch âm sắc rất là hay luôn các bác nhé. Các bác nào từng trải nghiệm rồi thì các bác cũng đã biết. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác cùng tham khảo, nghe thử chất âm của nó. Video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh. Và quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất, cũng như báo giá sản phẩm sớm nhất cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và bây giờ em xin cái phần quan trọng nhất là em báo giá luôn cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đó là đôi loa Sterling HV kép tai noi này là em bán giá là 46 triệu. Đấy, và chiếc đầu CD Acoustic em vừa nói với các bác là DP65 em bán 46 triệu, còn âm ly là 56 triệu. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.